Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh 20 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, vào sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ vừa bắt giữ đối tượng Vũ Viết Hải khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ. Hải là đối tượng truy nã đặc biệt và là nghi phạm trong vụ cướp tiền táo tợn tại cây xăng xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước. Vào khoảng 19 giờ ngày 26 tháng 11, Hải đi xe máy mặc áo mưa đến đổ xăng tại cây xăng Tiên Cảnh. Khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe, lợi dụng sơ hở, đối tượng đã sử dụng vật dụng giống chiếc liềm kê vào cổ yêu cầu đưa tiền. Và sau khi lấy hơn gần 16 triệu đồng, đối tượng đã bỏ trốn. Điều đáng chú ý là trong khi lẩn trốn, sáng ngày 5 tháng 12, đối tượng này còn liều lĩnh thực hiện một vụ cướp giật túi xách của một người phụ nữ khi đang lưu thông trên đường Bạch Đằng, thành phố Tam Kỳ. Bốn đối tượng có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng ma túy tại một nhà hàng trên địa bàn phường 14 quận Gò Vấp vừa bị công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và bắt quả tang. Tại nhà hàng Pha Lê số 565 Lê Văn Thọ, phường 14 quận Gò Vấp, lực lượng công an đã bắt quả tang bốn đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Ngô Minh Hải, Hoàng Vĩnh Đông, Trần Tín Hồ Anh và Nguyễn Tú Trinh. Trong đó, Hải là chủ nhà hàng đã có hành vi sử dụng căn nhà thuộc quyền quản lý của mình và đồng ý cho nhiều người sử dụng ma túy. Đồng thời, Hải cũng tham gia sử dụng ma túy với các đối tượng. Và cũng liên quan đến ma túy, tại Bắc Ninh, Công an thành phố Từ Sơn cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thủy, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, Công an thành phố Từ Sơn bắt quả tang Thủy đang tàng trữ một bánh heroin có tổng khối lượng 305 gram. Bước đầu, đối tượng khai nhận số ma túy trên tại Điện Biên với giá là 100 triệu đồng. Được biết, Thủy là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, đã có 2 tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản. Vào rạng sáng nay, trạm cảnh sát giao thông Đắc Rông thuộc phòng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ được một đối tượng vận chuyển 60 kg thuốc nổ trái phép. Tại km 39 thuộc địa phận xã Hướng Hiệp, tổ công tác phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô chạy theo hướng Lao Bảo về Đông Hà, có chở các bao tải nghi là hàng cấm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được đối tượng điều khiển phương tiện là Hồ Sa Mai cùng các bao tải chứa hàng hóa. Đối tượng còn lại là Hồ Văn Vũ, lợi dụng đêm tối đã chạy trốn vào rừng. Qua kiểm tra bên trong các bao tải, lực lượng công an phát hiện có khoảng 60 kg thuốc nổ. Bước đầu, Hồ Sa Mai khai nhận được thuê chở số hàng này từ xã Thuận đến huyện Hướng Hóa về xuôi. Hiện trạm cảnh sát giao thông Đắk Rông đã tiến hành bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an huyện Đắk Rông và phòng an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Do mưa lớn kéo dài những ngày qua trên tuyến tỉnh lộ 624 xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra sạt lở. Tại đoạn km 36 600 đèo Eo Chim thuộc địa phận xã Thanh An, hơn 7.700 mét khối đất đá từ trên núi đổ xuống đường gây ách tắc giao thông. Rất may vào thời điểm sạt lở, đoạn đường này không có người lưu thông. Chính quyền địa phương đã kịp thời đến kiểm tra hiện trường sạt lở, đặt biển cảnh báo và khuyến cáo người dân không lưu thông qua đoạn đường này và phối hợp cùng ngành chức năng tiến hành khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 20 giờ. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.